Thưa quý vị và các bạn, trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua, hoạt động của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Không ít doanh nghiệp đã phải giải thể, thậm chí là phá sản. Cho so đến thời điểm này, sau nhiều tháng dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp mới đang từng bước phục hồi. Và để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19 phù hợp bối cảnh, điều kiện của đất nước. Thời gian vừa qua thì Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đề xuất về chính sách miễn giảm thuế phí hay lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tái khởi động nền kinh tế. Và mới đây nhất thì tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Vậy thì những chính sách trên sẽ giúp cho doanh nghiệp vượt khó như thế nào và làm thế nào để tạo ra sự công bằng tránh những tiêu cực khi thực hiện chính sách này? Trong chuyện tuần này, chúng tôi đã đến mời đến trường quay ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để cùng bàn luận rõ hơn về nội dung này. Trước tiên xin được cảm ơn ông Thân đã cùng đồng hành với chương trình chuyện tuần này. Vâng, thưa ông, là người gắn bó với các doanh nghiệp thì ông có thể cho biết những khó khăn mà doanh nghiệp đã gặp phải sau thời gian dịch Covid-19 vừa qua. Có thể nói là ban đầu chúng ta có phải nói là chúng ta doanh nghiệp chúng ta gặp rất cái về thuận lợi trong cái đại dịch Covid-19 so với thế giới thì chúng ta là trong một cái tình huống là tốt nhất có thể vì chính phủ chúng ta đã có một cái 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 đề phòng và cái chống rất là đúng và chúng cho đến những cái thuận lợi của chúng ta. Tuy vậy thì cái Covid-19 đã làm ảnh hưởng không những doanh nghiệp của Việt Nam mà tất cả doanh nghiệp trên thế giới. Và đây là một cái đại dịch có thể nói là chưa từng thấy trong lịch sử. Thì doanh nghiệp mà của chúng ta thì cái lực lượng mà tổn thương nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm 97% trên 760.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. Và các doanh nghiệp này thứ nhất là nguồn vốn ít lao động ít và đa ngành cho nên là khi có cái đại dịch ấy, thì cái ảnh hưởng mà nó đến thì sớm hơn là các cái doanh nghiệp lớn à. phá sản cũng nhiều rồi là dừng hoạt động cũng nhiều rồi là cầm chừng cũng nhiều và sa thải lao động cũng nhiều à. có một cái doanh nghiệp nào cụ thể vừa rồi họ đã thấy rất là chật vật khi mà vượt qua đại dịch Covid-19? Cái mà tôi có thể ví dụ ra doanh nghiệp cụ thể thì đây là doanh nghiệp lớn là, doanh, nghiệp, là, là, là cái hãng hàng không Vietnam Airlines, à. đây là một cái doanh nghiệp của nhà nước, cho nên là tất cả mọi cái cái thu chi rồi là cái doanh thu tất cả đều phải người ta đều phải công bố cả. cho nên cái đấy thì tôi có thể ví dụ như là đấy là một doanh nghiệp à. và vào thiệt thòi rất nhiều trong 6 tháng vừa rồi là đã có thể lỗ lên được mấy nghìn tỷ. thì tôi nghĩ là các cái doanh nghiệp tư nhân mà có liên quan đến dịch vụ hàng không và du lịch thì tôi nghĩ là còn thậm tệ hơn nữa. Vì sao? Vì doanh nghiệp Việt Nam Airlines là người ta có cái nền tảng rất là tốt và có một cái cơ sở kể cả máy bay, kể cả mặt đất người ta rất là tốt mà người ta còn lỗi như thế thì tôi nghĩ là các hãng khác chắc là còn sâu hơn nhiều. Vâng. Ạ. À, chúng ta cũng đưa ra rất nhiều các cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi đến nhất thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp. Vậy thì theo ông Thân thì những cái giải pháp này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ra sao trong thời gian tới? mới đây nhất quốc hội thông qua thì chúng tôi là đánh giá rất cao chính phủ của quốc hội. Đầu tiên thì uh, trong cái tờ trình của chính phủ ấy, chỉ giảm thuế uh, cho doanh nghiệp có doanh thu là 50 tỷ vâng. trong một năm và với một cái lao một lực lượng lao động trong cái doanh nghiệp đó khoảng 100 người trở xuống. Nhưng mà sau khi nghe các cái đại biểu quốc hội uh, có ý kiến thì quốc hội đã đã quyết định ra một cái nghị quyết là giảm thuế cho các doanh nghiệp mà có doanh thu từ 200 tỷ trở xuống và lao động là người ta không tính là bao nhiêu. Như vậy là Quốc hội còn còn đưa ra nghị quyết mà còn cao hơn cả kỳ vọng của chúng tôi. Thì chúng tôi đánh rất rất cao cái sự tiếp thu của chính phủ và của Quốc hội đối với lại các cái ý kiến của các đại biểu Quốc hội vâng ạ giải pháp thì là như vậy nhưng mà trong ừ. thời gian qua thì dư luận cũng nhắc đến rất nhiều các cái câu chuyện liên quan đến khuất tất liên quan đến tiêu cực tại các địa phương ừ. khi mà chúng ta triển khai cái gói hỗ trợ 62 000 tỷ đồng vậy à, với quyết định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì theo ông cần phải làm gì để mà tránh được những cái sự tiêu cực như vừa rồi và tạo ra sự công bằng để mà hỗ trợ doanh nghiệp một cách đúng và cái chủ. gói 62 000 tỷ thì nó ở đâu đó ở các tỉnh các huyện thì nó xuất hiện những cái tiêu cực ừ. bởi vì nó dễ tiêu cực nhưng mà cái giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp vì trong cái nghị quyết này giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp là giảm thuế 30% cho những doanh nghiệp có lãi trong năm 2020 thì nó rất rõ. Nó rất rõ ông nào có lãi thì người ta mới giảm. Cho nên cái tiêu cực nó nó khó xảy ra. Hay là cái 62.000 tỷ thì nếu có tiêu cực xảy ra thì nó nằm trong ở cái khung mà hỗ trợ những người mà không có đăng ký kinh doanh lao động không có à, bảo hiểm mà không có biên chế chính thức, kể cả doanh nghiệp trong nhà nước và à, kể cả lao động trong nhà nước và lao động ở ngoài, thì cái lực lượng lao động tự do này rất đông và cái lực lượng lao động tự do này rất đông nhưng lại xuất hiện có khi người ta làm ở Hà Nội nhưng người ta lại ở ở ở một cái tỉnh khác, cho nên đôi khi là các cái, cái 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 cơ quan chức năng của các xã và các huyện và các tỉnh ấy, người ta xử lý rất là khó và chính vì cái khó đó dẫn đến cái tiêu cực. Vâng. Ừ. Nhưng ngoài cái tiêu cực ấy ra, thì tôi nghe đâu đó người ta phản ánh là có những cái trường hợp mà người ta vận động những người đủ tiêu chuẩn nhưng không nhận, không nhận cái cái trợ cấp đó Trời. thì có nhiều dư luận là đánh giá cái đấy là không đúng. Thì về mặt phương pháp là không đúng. Nhưng tôi nghĩ là nếu vận động mà những cái người dân như người ta uh, có điều kiện người ta không lấy để dồn người đấy vào cho những cái chế độ để chính sách khác đúng. thì tôi nghĩ là tốt về quan điểm của tôi là tốt chứ không phải là là, là lùm xùm gì cả. Vâng ạ. Vậy thì uh, chúng ta đã nhìn thấy những cái tín hiệu tích cực từ phía chính phủ là dành tặng cho các cái doanh nghiệp uh, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Ừ. Uh, bên cạnh đó thì theo ông chúng ta cần phải hoàn thiện những cái hành lang về mặt quy định của pháp luật nữa hay không để có thể kiện toàn được để hỗ trợ doanh nghiệp cách đúng Ở đây đấy. chúng ta phải đánh giá một cách toàn diện mà. Uh. Ở đây không phải chỉ có 62 000 tỷ uh. nó còn uh, có uh, 180.000 tỷ à, rồi là nó có cái khu vực ngân hàng ngân hàng là phải tập trung đến 60.000 tỷ à, thì nó nhiều mảng lắm chứ không phải chỉ có mảng 62.000 tỷ đấy là 62 tỷ cho dân sinh à, thì cái đấy là coi như là cái gói đấy phát tiền cho những cái người mà ở trong cái triệu độ mà, mà mà đảm bảo được cái cái, cái 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 nghị quyết của chính phủ cái nghị quyết 42 thế còn đối với doanh nghiệp thì thì ngân hàng là một cái cái tổ chức mà người ta cho vay, cho nên là cái triển khai cho vay thì rất khoát người ta, cái người vay phải đảm bảo là có khả năng trả nợ được hay không. Vâng. Chứ nếu mà không trả nợ được thì người ta lại vi phạm. Cho nên là cái lùng bùng trong cái chuyện giữa uh, cái sáu hai tỷ với này, cái cái gói một trăm tám tỷ ấy, với lại sáu trăm ngàn tỷ ấy, thì nó khác nhau. Mà đây chính phủ là tập trung vào ba cái 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 đó, vâng. thì có hai cái gói là trực tiếp cho người lao động và có một cái, cái gọi là cái gọi cũng không đúng mà cái số tiền mà ngân hàng dành để giãn nợ này rồi là phân nhóm nợ này giảm lãi suất này và cho vay những cái ví dụ như ngân hàng xã hội thì cho vay những cái doanh nghiệp mà không đủ tiền để trả lương cho cán bộ nhân viên trực Bà thì cái đây là cái tổng thể toàn diện của chính phủ chứ không phải chỉ riêng có vấn đề an sinh xã hội vâng ạ và hỗ trợ là cần thiết tuy nhiên thì về việc doanh nghiệp có vững lại được hay không thì đó là câu chuyện về về phía sau à, theo ông thì à, bản thân các doanh nghiệp họ cần phải làm gì họ để vực lại chính mình à, vượt qua những giai đoạn khó khăn tôi rất này. thích câu hỏi này bởi vì thực ra nó phải có tương tác hai chiều à. ừ. chính phủ thì chúng ta phải thừa nhận là ngân sách của chúng ta là rất hạn hẹp cho nên cái sự cố gắng của chính phủ trong các gói như thế tôi nghĩ là đấy là một sự cố gắng rất lớn à. Đấy cái sự cố gắng của chính phủ nữa là chúng ta đã đã làm một cái điều mà chúng ta phòng được dịch rất là tốt cho đến bây giờ. Thế còn doanh nghiệp ấy, thì nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa à. chúng ta đa ngành, cho nên chúng ta không thể chỉ chờ cái sự hỗ trợ của của chính phủ để 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 chúng ta hưởng cái đó để sau đó là chúng ta chờ bao giờ nó khỏi dịch chúng ta mới hành động. À. Thì tôi thấy là nhiều doanh nghiệp ví dụ những cái doanh nghiệp mà có liên quan đến công nghệ uh, online nếu thế phát triển chứ không phải là tất cả là 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 thất bại đâu. Thế còn nhiều doanh nghiệp mà đi vào cái kinh doanh theo cái kiểu gọi là truyền thống thì thì khó truyền thống thì khó. Cho nên là doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập này mà vừa rồi thì phải phải xin nói là chúng ta có một cái hiệp định vô cùng là 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 phân khởi là cái hiệp định EVFTA thì nó mở rộng cái thị trường. thì tất nhiên trong cái thời kỳ Covid này chúng ta còn chưa triển khai được cũng như là nó chưa có hiệu lực nhưng mà chúng ta phải tận dụng được cái đó thì doanh nghiệp cần phải nâng tầm nhất là doanh nghiệp nhỏ vừa ở đây tôi nói nâng tầm tức là về về mọi phương diện kể cả về nhận thức vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân đại biểu quốc hội chủ tịch ừ, hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã cùng à, bàn luận chúng tôi về chủ đề ngày hôm nay với chuyện tối nay một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.